Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour cette vidéo aujourd'hui. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tuyên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là Le Verbe en Première Groupe, các động từ ở nhóm thứ nhất, tức là các động từ kết thúc bằng ER, ở thể là Le Présent de l'Indicatif. Rồi chúng ta cùng coi, tức là các động từ kết thúc là ER thì nó sẽ là động từ nhóm 1, ha. Các bạn chú ý cho mình chỉ trừ động từ aller, không phải là nhóm 1, aller là động từ nhóm thứ 3. Tùy vào sujet như thế nào mà chúng ta có thể thêm đuôi như thế nào phù hợp với lại cái sujet. Ví dụ như là je thì nó sẽ biến thành e, tu biến thành es, il là e, elle kết thúc là e, nous chúng tôi hay chúng ta thì kết thúc là ons, vous các bạn, bạn thì kết thúc là z, ils, elles au pluriel số nhiều thì kết thúc là ent. Rồi, ở đây, đây này các bạn, ví dụ như là mình conjugate cái động từ parler. Đây này, động từ parler là mẫu của nó là P-A-R-L-E-R. Khi mà conjugate thì nó sẽ là je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Rồi, ví dụ như động từ habiter, tức là sống. Ví dụ là tôi sống thì mình có thể nói là j'habite, nói ở liaison, ha. Bạn sống, tu habites, anh ta sống, il habite, elle habite, cô ấy sống chẳng hạn. Chúng tôi sống, nous habitons, vous habitez, các bạn sống ha. Ils habitent, elles habitent, họ sống, tức là họ sống ở đâu đâu đó. Ví dụ là mình nói, tức là khi mà mình phủ định thì mình chỉ cần thêm ne pas xung quanh cái động từ đó thôi ha. Ví dụ như là, je n'habite pas à Hanoi. Tôi không sống ở Hà Nội. Tôi không sống ở Hà Nội. Mình nói là je n'habite pas à Hà Nội. Et voilà. Rồi ở đây thì chúng ta có là complété au présent, tức là các động từ này mình chia ở présent như thế nào ha. Nhóm thứ nhất đó. Rồi tu thì chắc chắn đó là es ở cuối động từ ha. Tu dis à quelle heure. Bạn thì làm sao, ăn tối lúc mấy giờ. Các bạn chú ý là intonation ở cuối câu, tại vì cái này là câu hỏi. Nâng cái giọng của mình lên cuối câu. Tu dînes à quelle heure? Rồi bạn ăn tối lúc mấy giờ đó. Vous aimez ce poème? Tại vì vous nó chắc chắn nó sẽ là ở z. Rồi đây là chủ từ là je. Thì động từ adorer đây này nó sẽ kết thúc là e đúng hay không? Chính xác là như vậy ha. Tôi thích nhạc này thì mình có thể nói là j'adore cette musique. Voilà. Nous ở đây thì động từ rester kết thúc nó là ons với lại chủ từ là nous. Chúng tôi ở lại nhà của chúng tôi ở nhà. Đó. Nous restons chez nous. Rồi, il observe, observe ở đây là động từ nhóm thứ nhất. Khi mà chia ở il mà số nhiều thì nó sẽ biến thành nhé. Il observe ent. Les candidats. Candidats ở đây tôi có nghĩa là các thí sinh đi thi. Chúng tôi gọi là đi coi các thí sinh. Rồi. On contrôle cái gì đó là situation, chúng tôi điều khiển cái gì, cái tình huống. Ở đây thì chúng ta có là động từ là contrôler, contrôler thì ở đây ông tức là ngôi thứ ba số ít thì nó sẽ có ở đây. Và là elle parle bien, ở đây thì động từ parler hồi nãy mình chia ở cái bảng conjugation rồi ha, thì ở đây thì chúng ta sẽ có thôi đằng sau cái động từ. Rồi elle parle bien. Rồi vous dansez le tango. Rồi bạn nhảy vũ điệu gì tango? Ở đây câu hỏi thì mình nâng giọng của mình lên. Vous dansez le tango. Et voilà. Neuf. Ở đây thì tu thì là es. Ăn trưa cùng với tôi không? Thì mình có thể nói là tu déjeunes avec moi. Tu ở đây là es ha. Rồi elle ở đây thì các bạn chú ý cho mình số nhiều đây này ha. Thì chắc chắn động từ invité nó là ent ha. Elle invite 30 personnes. Họ làm sao mời cả 30 người. Elle invite 30 personnes. Rồi bài của chúng ta như vậy thôi. Merci bien. Chào mừng, cảm ơn các bạn đã coi Tự học tiếng Pháp cùng Tuyên nhé. Au revoir. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình. Like và chia sẻ. Au revoir.